Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh Gathem.com. Thì ở hai video trước mình có giới thiệu hai cái con Android TV Box đều của Xiaomi, Mi Sao. Thì con này đều giới thiệu rất là chi tiết rồi nhá. Con này nó như một cái dạng phích cắm thôi, các bạn chỉ việc cắm cái này vào ổ điện, cái cục này vào ổ điện và cắm dây HDMI và đầu còn lại nối vào TV là chúng ta có thể chiến game, xem video, xem phim, nói chung là tất cả như một chiếc smartphone để giải trí cực kỳ tuyệt vời. Và cái đặc điểm lớn nhất của con này, ưu điểm lớn nhất của con này đó là nó rất là nhỏ gọn, rất là nhỏ luôn. Và ở video trước mình cũng có giới thiệu cái con TV Box Xiaomi này, giá cũng rất là rẻ thôi, khoảng gần triệu. Thì nó cũng nhỏ gọn, nó rẻ, nó siêu mỏng luôn, rẻ hơn con này. Nói chung hai con đều rất là nhỏ gọn nhá, trong lòng bàn tay luôn. Con này thì hơn con này ở chỗ là nó có thêm cái cổng USB này. Còn những cái chức năng khác thì cũng như thôi, đều là cắm vào TV và giải trí thôi, xem phim, nghe nhạc, chơi game các kiểu. Thì các bạn có thể xem lại trong kênh YouTube của mình hai video giới thiệu chi tiết con này. Và trong video này mình sẽ giới thiệu thêm một con TV Box nữa. Giá khá là rẻ, chỉ khoảng 400-500 nghìn thôi. Nếu mà các bạn điều kiện kinh tế mà không cao, chỉ có khoảng tầm 400-500 nghìn thì các bạn nên mua một con TV Box ra 1GB như thế này. Đây, con này thì cấu hình của nó như thế này. Hệ điều hành Android này, xem 3D này, xem 4K, video H265. Đó, có biểu tượng con Android, con robot. Ở đây thì chúng ta có cái đèn, đèn LED. Rồi, cổng hồng ngoại để tiếp sóng. Mặt dưới thì không có gì cả, chỉ có cái tag tác thôi và cái tem bảo hành cùng cái tản nhiệt. Con này sẽ có cái ưu điểm và nhược điểm gì so với hai con TV Box kia mình sẽ giới thiệu nhé. Vâng, nó được làm bằng nhôm nhé, và có cái anten đây để thu sóng wifi tốt hơn. Ưu điểm của con này mà hai con kia không có khá là rõ, chính là những cái cổng kết nối. Thì HDMI đều có rồi này, cổng USB thì con TV Box đen này có, còn con này thì không có. Nhưng mà có rất là nhiều cổng USB nhá. Và con này chỉ có một cổng USB thôi, còn con này có một cổng này, hai cổng, ba cổng đó. Ba cổng USB các bạn có thể làm được những gì? Copy game này, nghe nhạc này, chơi game này, mở rộng dung lượng bộ nhớ này, rất là nhiều thứ, cắm chuột, cắm bàn phím để chiến game hay gì đó vân vân. Và ưu điểm tiếp mà hai con này không có đó là nó có cổng LAN. Đấy, các bạn nếu mà wifi mà không có, hoặc là nếu mà dùng wifi mạng bị yếu thì chúng ta cắm cái dây LAN trực tiếp để vào đây thì lướt mạng để chơi game sẽ nhanh hơn, mượt mà hơn, xem không bị đơ giật lag gì cả, download thì cực kỳ trâu. Đấy, nếu mà chúng ta cắm dây LAN này. Và có cổng AV thì dành cho những cái tivi đời cổ, CRT, tivi lồi ấy. Nếu mà chúng ta không dùng cổng này thì chúng ta dùng cổng AV. Thì con này cũng có cổng AV nhá. Còn con mini này thì không có. Đó, chỉ có HDMI thôi. Mình rất thích những con TV Box có cổng AV này, thì cho những bạn nhà bạn nào mà không có tivi đời mới. Và có cổng optical, cổng âm thanh quang luôn. Đấy, hai con này không có luôn. Con này mặc dù 500 nghìn nhưng mà rất là nhiều chức năng. Các bạn có thể tìm trên mạng hoặc là mình sẽ để link mua ở dưới video. Rất là nhiều con dưới 500 nghìn đều có những cái cổng này hết, rất là tiện. Cổng reset này, không nói gì. Cổng DC, cổng nguồn và cổng power. DC thì chúng ta cắm dây nguồn và power là on off. Đó. Và ở đây có thêm cổng SD nữa. Đã có ba cái cổng USB này rồi, lại còn có thêm cổng SD cực kỳ tiện lợi luôn, để chúng ta cắm thêm thẻ nhớ vào, mở rộng bộ nhớ luôn, quá ngon. Nói chung là rất nhiều cổng, cực kỳ tiện. Rồi, đấy, con TV Box này rất là nhiều ưu điểm so với hai con còn lại. Và giá thành thì cực kỳ hạt rẻ, với tầm giá 400-500 nghìn thì các bạn chỉ mua được con RAM khoảng 1GB thôi nhá. Chip thì mình không nói rồi. Thì RAM 1GB các bạn sẽ làm được những cái gì? Đấy, chơi những cái game nhẹ nhàng, không chơi được những cái game nặng như là kiểu Advan 8, Advan 9 hay là PUBG hay gì đó, Liên Quân vân vân. Tuy nhiên ra 1GB thì chơi được rất là nhiều game khác, hàng nghìn game luôn. Bây giờ mình sẽ show, mình sẽ cắm vào TV và chơi game, giải trí cho bạn xem. Mình sẽ cắm thêm cái tay cầm chơi game. Đấy, cổng USB nữa. Đây, cổng USB vào con này. Thì con này chúng ta phải dùng cái tay Xiaomi riêng, hoặc là những cái tay mà kết nối Bluetooth ấy. Cắm tay qua cổng USB này thì nó không nhận, cũng khá là một nhược điểm nếu mà bạn nào không có tay game Bluetooth. Mà mua tay game Bluetooth của Xiaomi thì cũng khá đắt, hơn 300 nghìn cơ. Mình cũng có video review cái tay game đấy rồi.
Thì con này thì 300.000 thì khỏi chê rồi. Nhưng mà bạn nào không có điều kiện kinh tế thì chỉ mua được cái tay game này thôi. Tay này 4-50, quá rẻ luôn. Trời vét nhè. Rồi bây giờ mình sẽ bật lên nhá. Đó, như vậy lên sẽ giao diện như này. Và mình sẽ kết nối thêm với cả cái chuột bay nhá. Thì trong cái YouTube mình cũng review chi tiết rồi. Lần trước có nhiều anh em hỏi về cái này. Để anh em cứ search là chuột bay ca thêm là ra. Thì mình sẽ cắm cái cổng USB của con chuột bay này vào đây, vào cái TV box. Và chúng ta sẽ bật lên và kết nối thôi. Bật lên này. Đó, đèn xanh. Đây. Đèn xanh. Các bạn có thể cắm bàn phím và chuột riêng, cắm trực tiếp vào TV box hoặc là dùng luôn con chuột bay này. Nó rất là nhỏ gọn thôi. Đây là bàn di chuột này, trackpad này. Đây các bạn nhìn thấy chuột di chuyển không? Đây này. Đấy. Và thứ hai là đây là bàn phím thôi. Đó, mini luôn. Đây là cái nút chuột trái này, đây nút chuột phải, nút search, nút home. Nói chung là đầy đủ các nút trên bàn phím. Thì với TV box RAM 1GB giá 400-500.000 thì làm được những gì? Các bạn có thể xem YouTube, xem phim HD Việt, xem FPT Playbox, xem Zing TV. Và các bạn có thể vào cái chợ ứng dụng đây, Store này, Play Store này. Đấy. Nói chung nó y hệt trên điện thoại thôi. Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn cắm điện thoại vào cái màn hình TV, nó sẽ phóng to lên. Thì con Android Box này có tất cả những cái chức năng như con điện thoại, trừ việc nghe gọi điện thoại. Nhưng mà gọi bằng Skype hay là Zalo vẫn ok nhá. Đó, thế mới hay. Chúng ta chỉ việc cắm thêm cái micro vào thôi. Đây, hàng nghìn ứng dụng trên chợ ứng dụng thì Play Store thì anh em quá rõ rồi. Đó, rồi ok. Thì mình sẽ vào YouTube xem thử nhá. Xem Full HD 1080 4K luôn. YouTube thì anh em đều biết rồi. Cái đợt mà mùng 6, 7, 8, 9 tháng 9 ấy, mấy cái ngày đẹp trời ấy, mà tất cả mấy cái trang thương mại điện tử đều giảm giá rất là sốc ấy, thì hôm nay mình nhận được sản phẩm này đó. Đây đang để 720 này. Video của mình chỉ 720 thôi. Ngoài ra thì xem phim thì anh em cài những cái ứng dụng xem phim thôi, như HD Việt này, FPT Play Boxing TV thì đều là những cái phim chất lượng Full HD luôn nhá. Chắc không cần phải giới thiệu gì, những cái app này anh em trên điện thoại đều cài hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ test game nhá. Test game trên con này. Đó là giải trí, lướt web đây. Thì chúng ta có một mục mạng cài này. Đó, thì có trình duyệt này, Chrome, UC Browser hay là gì đó, cốc cốc gì đấy, anh em muốn thêm gì thêm. Như điện thoại thôi. Rồi, thì bây giờ game có những cái gì nhá. Chúng ta vào ứng dụng này. Ở đây, game thì có hàng nghìn trò chơi. Các bạn có thể cài game điện tử thường là NES, hay game đĩa mềm là SNES, game thùng, game đĩa, game PS1, PS2 thì không chơi được, PS2, PS3, PS4 không chơi được. Còn những cái game mà giả lập từ hồi xưa ấy, chơi rất là ngon. Và có những cái game cho cả điện thoại nữa, đều chơi được trên này. Thì đây, mình cắm cái thẻ nhớ này, thẻ nhớ SD nhá. Thì mình dùng cái thẻ micro SD, xong cắm vào cái bộ chia, cắm vào cái đầu đọc ấy, đầu đọc thẻ SD đó. Còn là các bạn dùng USB cũng được. Thì mình sẽ copy game vào cái thẻ nhớ đó. Cái box này bộ nhớ trong chỉ có 8GB thôi, nên nó khá là hạn chế. Các bạn thể cắm USB 8GB, 32GB, 64GB thoải mái vào, copy game bét nhẹ luôn. Ok, dây USB còn lại thì mình đang dùng con gamepad nhá. Đấy, anh em có thể dùng gamepad để di chuyển luôn này, lên xuống đó, các mục luôn. Tiện chưa? Bây giờ đóng vai trò như cái điều khiển TV box luôn. Ở đây mình có những cái giả lập này, GBA này, giả lập Game Boy nhá. Đây là game giả lập điện tử thường. Có những cái trò tuổi thơ như là con cha Mario, ninja rùa, ninja cứu mẹ, Nacha, xe tăng, hàng nghìn game luôn. Đây, SNES này là những game điện tử đĩa mềm nhá. Cái điện tử mà hồi xưa đút cái đĩa mềm nhỏ nhỏ vào ấy. Chơi nhiều trò kinh điển như là đua xe hắc lây, hai chàng ngốc, đặt bom 4, tất cả mình review rồi đấy. Và những game đấy thì với cái máy RAM 1GB này thì chơi thừa sức. VGBA cũng là Game Boy nhá. Đây là game NES, hay còn gọi là điện tử thường. Đấy, ba mắt này, cậu bé ba mắt. Thì mình không nhớ là mình đã cài đặt nút cho cái gamepad này chưa. Chưa đúng không? Bây giờ mình phải cài đặt nút. Cài thêm thì anh em mò một tí là ra mà. Tất cả nó nằm ở trong này. Lên này. Lên đúng không? Các bạn ấn nút lên này. Đó, tiếp tục xuống dưới. Down là xuống này. Ấn xuống này. Rồi. Thì mấy cái nút lên xuống trái phải đều chọn đúng không? Chúng ta chọn Start này. Đây là Left.
Đấy. Rồi. Start chẳng hạn nhá. Start ở đây. Nó lại start. Select này. A và B. A đây. B. B. Turbo A này, Turbo B có nghĩa là chúng ta giữ nút đấy thì nó sẽ bắn liên tục, đỡ phải nháy A này giữ mỏi tay quá. Rồi, giờ mình sẽ quay trở lại game. Anh em thấy sao? B chưa? Đó, đấy như mình nói đây. Bây giờ bắn thì mình phải nháy đây. Tùy những game nhá, có game thì giữ chặt thì nó cũng bắn luôn. Đó, nhưng mà game này giữ chặt là nó phóng phi tiêu. Đó. Đấy. Nếu mà chỉnh nút Turbo A thì chúng ta sẽ giữ luôn này thì nó sẽ bắn liên tục. Rồi, đó là mấy cái game điện tử thường nhá. Chơi hai người được nhá, của Xiaomi không có. Đó là chỉ có một cổng USB và nó cũng không cắm được gamepad, kể cả có bộ chia cũng không cắm được hai gamepad. Thì con TV Box này kể cả có một cổng USB thôi thì chúng ta có thể dùng bộ chia và chia ra hai gamepad để chúng ta chơi hai người. Cái này có 3 cổng USB cơ, thoải mái luôn. Và Free Fire sẽ chơi được trên con Android Box này. Chúng ta có thể dùng chuột bàn phím luôn, cài phần mềm Octopus gắn mấy cái phím ở bàn phím với cả chuột và bắn mầm luôn. Có rất nhiều game nhá, đây có hàng nghìn game luôn. Legend of Kage này. Game này đây gọi là Ninja cứu mẹ, còn có nơi thì gọi là Nacha cứu mẹ. Đó. Hoặc là Mario tăng. Rồi bắn. Ở game này hồi xưa mãi mới phá đảo được đấy. Khá là khó, đấy, chết luôn. Ngân game này thì chắc anh em cũng đã biết rồi. Xe Jeep, nổi tiếng, rất khen. Hai người. Đó, thả bom, cứu dân, các kiểu ấy. Mình đang không để full màn hình cho nó nét. Nếu mà để full màn hình thì nó hơi bị vỡ hình. Tại vì mấy game này cũng là đời cổ rồi mà. Chơi trên TV khoảng tầm hơn 20 inch thôi. Còn ổn, chứ 32 inch thì nó hơi xấu. Thế chưa? Nhìn ở ngoài nét nhá, các bạn xem ở camera kiểu nó bị sọc ấy. Đây, game SNES 9X kìa nhá. Thì là game điện tử đĩa mềm nhá, cũng có 700 game rồi. Để trước mình đã review khá là chi tiết rồi. Doraemon 4 chẳng hạn này. À, điện tử đĩa mềm thì đồ họa nó đẹp hơn. Nó ra sau mà. Điện tử thường là nét, còn điện tử đĩa mềm là SNES. Super Nintendo ấy. Còn NES là Nintendo thôi. Game này thì siêu phẩm rồi. Quá nổi tiếng. Trong video nào thì hầu như mình đều review game này. Game này hai người nhá, chơi rất là vui. Đây, nó còn lưu lại cả vị trí mà lúc mình đang chơi dở ấy. Đó. Game này game mình cũng giới thiệu rất là nhiều rồi. Game đua xe Clay. Hay là game Good Job này, game hai chàng ngốc. Game này game trí tuệ đỉnh cao. Ai thông minh mới chơi được game này. Không thông minh thì không phá đảo được. Rồi, thì đây là những game SNES nhá. Đấy, chỉ với một cái bóc tầm 500 nghìn, các bạn chơi bét nhè game luôn. Sợ không có thời gian để chơi thôi chứ. Chơi thì có mà vô số, không thể chơi hết được. Bây giờ thì nhà nào cũng có wifi với cả mạng internet rồi. Thì nên sắm một con TV Box để chúng ta sử dụng giải trí hàng ngày. Ngoài những cái tiện ích xem YouTube, xem phim, nghe nhạc, lướt web thì anh em dùng để chơi game. Ra 1GB chơi những cái game nhẹ nhàng thôi. Những cái game tuổi thơ toàn game hay thôi. Anh em cứ từ từ khám phá hết nhá. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh. Ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu một con TV Box giá thành rẻ ra 1GB mà giải trí rất là tốt. Link mua mình sẽ để dưới video. Các bạn có thể video ấy like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Quá nhiều game chơi mắc phê luôn.